Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Yep. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, bây giờ tiếp tục theo chân chủ vườn ha. Bà chủ vườn sẽ giới thiệu những cái cây mà gọi là có nhiều kỷ niệm nhất, những cái cây mà giá trị cao nhất, những cái cây mà độc lạ nhất ở trong vườn ha. Trước mặt mình là cái cây này, cây gì vậy? Cây sến. Rất là đẹp, cây này cao chắc khoảng 4 mét nha các bạn. Cái gốc dữ quá không vậy? Cây này duyên số nào mà được nằm ở đây? Cây này anh em còn ở nhà là cậu Bi còn nói á, cây này là cây sến hô. Sến hô hả? Là số hên á. Số hên á. Hên mới lụm được hả? Hên mới lụm được cây này. Hồi xưa mua cây này á là nó 3,5 cây vàng. 3,5 cây vàng. Mà lúc đó vàng đó là có 400.000 chỉ đó. Trời ơi, giờ vô một khúc. Với lại đặt á, là mấy em chậu Nam Điền. Hồi đó đặt cái chậu này á, là 38 triệu. Nhưng mà em đó là Ngọc trong hội. Nên là cái cây này nó quá khổ mà đâu có khuôn, phải làm cái khuôn mới. À, Ngọc đâu dưới này đúng không đúng ta? Đúng rồi. Là hả Ngọc á, là mới nói không, riêng chị á, là em lấy hả là giá vốn công thợ thôi là 28 triệu. 28 triệu cái chậu này nè. Cái chậu này. Chậu này chắc 2 mét ha các bạn ha, 2 mét rưỡi hay gì á. Cây rất là giót luôn. Cây to mà rất là giót nè các bạn. Bonsai khủng. Bonsai khủng luôn. Mà nó quái ha, nó hèn hóc. Con nhớ Noel năm nào là gắn đèn bỏ thỏ trong này lum đúng không? Bỏ bạch tiết 7 chú lùng. Nhưng rồi cái một bạch tiết với một chú lùng bị mất. Lúc đó là mấy anh em á nói ủa sao nó mất bạch tiết với một chú lùng rồi chị? Hai đứa bánh lén rồi. Nó đi lén. có người nói hả chắc dắt đi nhà nghỉ mất tiêu. Bạch tiết 7 chú lùng hai đứa đánh lén rồi. À, coi góc bên này cũng rất là đẹp nè. Cây này cũng nhiều người đeo lắm rồi ha, nhưng mà này chắc là không có chia ha. Này là cây giống như là gọi là gì ta, trong vườn thì nó gọi là cây chấn vườn ha. Nó gọi là cây chấn vườn ha. Hàng chi cho vô nằm ngay trước cổng luôn. Rễ gốc ra. Dạ. Nói chung á, mà đến mà Trí Mỹ, vườn bonsai Trí Mỹ thì anh em không chỉ trong tỉnh mà ngoài tỉnh thì sẽ luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới hai cây là cây sết và cây thanh liêm. Cây thanh liêm đó ha. Lát đi vô coi cây thanh liêm coi. Đó thì hả là đúng là một trong những cái cây ấn tượng vườn. Còn cái cây này cây gì qua cái lá này cây gì tự nhiên quên mất tiêu rồi. Cây hoa sữa. Hoa sữa đúng rồi. Có nhiều cây hoa sữa thấy rồi quên. Cây là mùi. Mùi là vô mùa nó là cũng đã đợi luôn ha. Đúng rồi. Đó, cây này quá cuốn luôn. Dạ. Này hoa sữa nè anh em, này là cây mà đặc sản của Hà Nội. Hà Nội. Mà nhiều người nghe chịu không nổi cái mùi đó luôn á. Nó đưa lên chậu. Nồng. Nó màu nó nặng. Dạ. Thấy à, xứ kìa, thấy không? Xứ chứ chứ cũ không á. Đó. Đó. Thấy không? Cũ. Kim quýt trái quá trời. Kim quýt kín trái luôn. Kim quýt mà cốt cả này tàn thiên nhiên vậy cũng hiếm á ta. Hiếm đúng không? Rồi, hiếm. Thuộc dạng hiếm á. Tàn thiên nhiên bự trái quá trời, trái chi chích luôn. Trời, chi chích. Cưng. Kim quýt này cũng có gai nha các bạn. Nhưng mà cái trái nó là trị viêm họng hay lắm á. Viêm họng hả? Ừ. Nấu uống hay sao vậy? Hay cắn nhai thôi. Mình cắn mình nhai ấy thôi. Cũng mềm nè. Trái chín á, chín mọng đỏ luôn nè. Thấy không? Cũng đời đau họng chút xíu nè, có xịt thuốc gì không vậy? Không. Trái cũng ngon chứ. Hạt đó các bạn. Cũng hơi nhẫn nhẫn à. Đúng rồi. Cái nhưng mà con hèn chi không cái cổ ghê lắm. Hèn chi nó kêu kim quýt nó cũng có mùi giống quýt á, biết phải không nữa. Hơi có mùi quýt the the cái vỏ chanh. Mới ăn luôn á. Cây này là cái cây này là trồng lên những cái tiểu cảnh cũng rất là đẹp nè các bạn. Để lá xin thảo. Miếng cho anh chồng. Gọi là gì vậy? Trường xanh thảo. Trường xanh thảo coi sống đời sống hoài luôn đúng không? Ở đằng kia có một cái gốc rất là già luôn, dạ, của bà nội mình.
chú Bi đem này để trồng. À, cây nào nữa? Ôi cây này cái gì đẹp quá nè, lộc vừng đúng không? Lá lá lộc vừng rồi. Rồi, con voi đó. Voi, này gọi là bonsai thú nha các bạn. Đó, súng đạn đầy đủ nha. Đâu súng đâu, đạn đâu? Súng đây, súng nè. Súng này nè đúng không? Ờ. Súng nè. Ừ, có lỗ rúng luôn nè. Lỗ rúng nè. Ừ. Rồi ngoài sau nè, đạn ngoài sau nè. Ghê ta sưu tầm. Đó, khe đít đạn đồ đàng hoàng. Khe đít đạn nè các bạn. À, chơi bonsai thú là chúng ta phải coi đầy đủ chi tiết ha. Đây là con mắt nè. Ừ, đúng không? Đây mắt đây ta. Mắt đây nè. Đó. Dòi á. Dòi nè. Dòi đó. Đó, đầy đủ miệng hết nè, luôn. Miệng nè, họng miệng nè. Đó. Đây, miệng bên này. Dạ. Đó. Ồ bên này chân nè các bạn. Bên này là chân. Chân cẳng đồ đàng hoàng. Cẳng đầy đủ hết. Cây độc á. Tổng thể rất là đẹp luôn, tàn ấm. Đây là một gì quên này. Cẩm thị. Cẩm thị này lá nhỏ luôn nha các bạn. Cẩm thị lá nhỏ rất là đẹp. Mà cây cây này cốt hoành, hoành này chắc phải hoành mấy trăm á. Này cỡ hoành mấy trăm ta? Hoành này chắc cỡ 400. Biết phải không, nói bậy. Nó đại đại nhưng mà nó bự đó các bạn, rất là bự ha. Trên 300. Trên 300. Mà cái cẩm thị này á, hồi lúc trước chưa biết á, thì thấy nó không biết làm thì khó làm. Nhưng mà biết rồi cứ cắt ha, cắt rồi nó đâm nách. Cứ cắt ngọn đâm nách, cắt ngọn đâm nách mà lá ngày càng nhỏ đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà này, mình mới đi ra đằng sau này mình thấy cây này có một cái đặc biệt nữa. Là có hình như có nuôi nấm linh chi các bạn. Này nấm linh chi không mày? Ừ. Đây. Cây già tự nhiên có nấm linh chi dày cui luôn. Ờ. Quá dữ luôn. Đó. Cái cốt này hồi xưa mình cũng sưu tầm ở ngoài Ninh Thuận về. Đó, rồi nuôi. Cái già đẹp ghê không? Cái già nó rất là già, tưởng là cây củi khô luôn á. Còn 28 thì bay trên cây hả? Dạ. Mày chia cậu năm ghế khách cậu hồi. Nó không có riêng không? Không được. Cái cây khế này con nhớ lúc trước đẹp lắm mà lúc này nó bị mất dáng ha. Đúng rồi, nó bị gì á? Sâu đục thân quá trời luôn thân. Nè. Nó ấy nè. Bể bọng hết. Bể. Trái gì trái chùm chùm không thấy không? Mà như cây này trái ngọt ha. Hả? Nghe ngọt hay chua quên chua. Rồi chua hả? Ừ. Hả? Có một cây ngọt lắm. Hình như có một cây ngọt đâu rồi ta? Đúng rồi, có mấy cây ngọt bỏ dưới đất rồi. Cây ngọt cũng quái lắm. Chua lắm. Không phải chua thường các bạn, chua lắm. Chua lắm luôn. Nó khế Nhật mà. Khế Nhật hả? Ừ. Trái xiên trái. Đâu còn cây nào nữa, dẫn con đi vòng với. Nhiều quá các bạn ơi, bây giờ nhìn coi như là nhìn không xuể nổi, không nhớ cây nào với cây nào luôn, quá nhiều luôn. Nó rất là nhiều cây. Cây này đẹp lắm luôn nha các bạn, cây này mà cây bấm này. Tỉa rồi nó ra được mới bấm tỉa. Mấy cái lá bự này mình bấm đi rồi nó ra mấy cái lá mới, nó mới nhỏ nhỏ nhặt nhặt lại, rất là đẹp. Với lại Nam biết gì nữa không? Ừ. Khi mà lá già con xiên lặt lá. Trời lúc mà nó bung, vừa bung tược non ra lá nhỏ 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 mà nó kín hết, nhìn đẹp. Nhưng mà cái lá non của thằng này á là nó tươi lắm, nó xanh mà đẹp lắm. Tươi xanh lắm, đúng rồi. Rất đẹp là đẹp, đó. Con cũng mê cẩm thị lắm, mê cẩm thị. Thì đó, vừa rồi chi cục phát triển nông thôn ghé thăm vườn á, là mấy em nó la lên, nó nói trời ơi sao lại không đây. Kia mấy cây linh sam bự ghê luôn. Đúng rồi, linh sam đảo. Sam đảo, à cây đó, cây đảo. Cây đảo á, mới bông mới, cũng mới. Đẹp lắm à. Bông cực kỳ. Nhưng điều có cái là gai nó ấy thôi. Gai bự. Gai bự. Ồ, khế á, khế này thích lắm Nam. Nó ra có một chùm nó đỏ, thật đỏ luôn. À. Chích kia kìa. Ồ, mới ra đỏ, ơi là đỏ mà hôm bữa ai nè mới nói chị mua vé số em thấy chùm khế đỏ. Cái bông khế cũng đẹp lắm nha các bạn, bông khế đẹp lắm. Nào cây cây thanh liêm đâu ta? À, cây vú sữa này cây cũng đặc sữa, biệt à. Đúng rồi. Giót à. Giót. Này lọ rèn vậy luôn mà phải không? Đúng rồi, vú sữa lọ rèn. Cây vú sữa cũng được giới gọi là chơi cây rồi rất là
yêu mến và sưu tầm nha các bạn, vì cái ý nghĩa của nó, cảm giác nó ấm no đầy đặn ha, nghe có sữa là thấy ấm no rồi. Mà cái da cây, cái thân cây cũng đẹp, cái lá nó cũng hai màu ha, lá nó hai mặt, hai màu, màu trên màu xanh, dưới hơi nâu chút xíu đó, cho nên là nhìn giống như nó lấp lánh nữa. Bạn coi lá mới nó ra nó bóng y như mình tưởng có dán miếng giấy kiến lên luôn à, cho nắng nó bóng à. Còn mặt dưới của nó thì nâu nâu đỏ đỏ đó, cho nên là người ta rất là thích. Dạ không về dạ, để chảy qua hai bên rồi giót cũng toàn là hữu duyên mới sở hữu được đúng không vậy? Đúng rồi, cái này là hữu duyên á. Chứ lại năm nay quên làm trái hả? Này làm trái dễ không? Dễ làm trái. Có này nó cũng bị sâu đục thân hay gì khoét đen miếng ta. Sợ nhất là sâu đục thân đó, nó bị rồi đó. Nhất là nuôi linh sam, các bạn, linh sam dễ bị sâu đục thân lắm. Hồi xưa mình có mấy cây đen dữ lắm, rất là đẹp luôn, thì chăm sóc nhiều quá chăm sóc không hết, mới đầu sâu đục thân nó ăn vô. Ví dụ nha, bạn hình dung nguyên cái cây nó đang đẹp đều đặn vậy đúng không, cây này tại chưa bấm xuống thôi, đang dậy xong ấy sâu đục thân nó ăn vô cành này chết nguyên cành này luôn các bạn, cây nó vẫn còn nguyên mà lá sụ hết chết hết, tại nó mất cái đường dẫn bên trong rồi, nó ăn hết cái lõi bên trong rồi, coi như hư nguyên cái chi này luôn. Đây cũng là một cái cây đỉnh đây nè, cây này là cây tùng lá kim ha, gọi là lá gạo á, lá nó nhỏ hơn, hoành rất là to. Cái da tùng mình cũng thích, cái da tùng bên cái da bên trong nó đỏ, da bên ngoài thì nó sậm sậm rất là ngầu. Này sao không bấm tỉa xuống cho nó đẹp chú Huy? Em cầm kéo cái đâu rồi? Ở qua bên kệ bển nó bấm đi. Dạ, đâu cái bàn hay là gì á? Đâu cái cây thanh liêm đâu, cô Mỹ dẫn con đi coi cây thanh liêm đó cô Mỹ. Cái tên là nghe ta thấy gọi là sao ta? Cây này là cây sầm. À cây sầm. Đúng không? Cây sầm. Cây sầm. Nhớ hoài nhớ không ra luôn. Nhiều khi có cái tên địa phương các bạn, cái cây có tên địa phương là tên chung nữa, đâm ra nhiều khi quên. À, như cây này là đi thi được nè, mà chưa tỉa nữa nè. Tỉa xuống là đầy đủ ngọn, tàn hết. Đâu. Nào cây khế này gọi là cây khế gân cũng rất là đẹp nè các bạn. Cây khế gân, ha, nghe cái tên, nghĩa là cái tên cây đôi khi nó sẽ mô tả những cái đặc tính của cây. Khế thì nó cũng có nhiều loại, thì trong đó nó có một loại khế mà là khi mà nó phát triển to ra, nó sẽ có những cái hình khến, u, lòi, cục như thế này, như những cái cọng gân của mình nha các bạn. Nó như những cái cọng gân vậy, thấy không? Đó, cục rồi nè. Đó, gờ lên. Thì nó giống như thế này, người ta gọi này là khế gân ha. Rất là được ưa chuộng luôn, càng già nó sẽ càng u nằng lên. Đây là cây da Nhật Bản, đúng không? Da Nhật Bản được ghép trên đá. Nè, mình cũng đang thích chơi mấy cái ghép lên đá. Cái đá này đặc biệt của đó. Cái đá này á là nó hút nước nha các bạn, nó hút nước, well, cây nước khế, nó ngấm vô được, linh sam, nó xốp, cây lọc rừng khô well à. Nó hút nước lên được, cho nên là cây bám rễ dưới đây rất là mạnh. Da Nhật Bản. Đây cũng là một cái cây được ghép 86 rất là đẹp, rất là to. Cây này mình có một cái tấm hình mình chụp chung với nó lúc mà còn ở nhà mình, đặt ở trên chiếc xe bán tải của mình luôn. Đi giao cây lên đây. Cũng tham gia, như cây này có tham gia đi hội đúng qua rồi, sân hay đúng gì rồi nè. Rồi sẵn ghé qua đây coi mấy gốc sứ này cũng đẹp quá nè. Này nhiều năm chưa ta? Nhiều năm rồi. Ồ, nếu mà nói về sứ này, Thái Lan chơi dữ lắm, chị không nói Thái Lan đâu. Thái Lan chơi sứ ghê lắm, mà làm đẹp, đâu có mấy cây thanh liêm đâu. Đó, cây thanh liêm lúc mà dời vườn á, ra đưa nó xuống dưới đây, nên nó hả, lúc đó đất còn thấp. Dạ. Nên mai mốt sẽ nâng nó lên, cho nó lên trên này, cho nó đẹp. Nghe cái tên là thấy gọi là chính trực thanh liêm hả, này mấy
nhiều người thích lắm. Tại vì thích cái tên, đôi khi cái con vật hoặc cái cây đồ á, người ta thích nó là vì cái tên các bạn. Đôi khi người ta chê nó cũng vì cái tên luôn. À, cho nên là thời giờ có những cái cây cái tên gọi là tên nhân gian á, nghe nó tầm thường, nó xấu, thì có những cái tên bây giờ người ta đặt lại để cho nó sang trọng, nó đẹp hơn. Cái cây này con Hỷ có tìm hiểu là tại sao kêu là thanh liêm không ta? Nói chung á thì cũng hỏi hồi xưa cái bác mà trồng cái cây này ở nhà dạ. Là ổng lúc đó là ổng 82 tuổi rồi dạ. Thì ổng mới nói là cái cây này á, là tuổi đời nó hồi đó của ba tôi trồng dạ. Mà hả tới hồi mà ba tôi mất rồi mà tôi như hả nay tôi á, là bao nhiêu tuổi đó dạ. Cây này là lâu năm lắm rồi. Nó hỏi chứ cái tên là tên gì, nó là tôi cũng không biết nữa, mà tôi nghe ba tôi nói là cây này cái tên là thanh liêm. Mới nhìn sơ qua thì cái lá rất là giống cây gì, cái phượng, cái điệp đồ này nọ các bạn. Đây lá nhỏ, mới nhìn thì khá là giống. Cây này á, là mình mua về á, là sau đó mình tạo dáng đó là dáng lông. Dạ. Lông dáng. Nhưng mà cây này con nhớ lúc trước là nó nằm trên chậu mà. Lúc trước á là trên một cái bồn. Dạ. Bồn. Bồn giống cây sến ngoài kia đó. Đúng rồi. Mà nó không đủ sức nó hết à? Đủ, nhưng mà điều hồi lúc đó đem xuống dưới đây á là cẩu rồi vận chuyển á. Dạ. Nó bị trầy xước da. Dạ. Nên hả là đặt nó ở dưới đây. Cho nó khỏe lại. Cho nó khỏe lại. Nó mau liền da. Mau liền da rồi hả, để rồi sau đó mình sẽ mấy cái chi tay nó nè, mình sẽ cắt, mình cưa lại. Cắt giật lại, giờ cắt giật lại. Đúng rồi. Đó nay đó là thấy nó khỏe rồi nè, mới mốt mình cắt mình giật. Ui da, con kiến nó chui vô da tôi. Các bạn coi cái rễ này nó bò, nó tràn qua bên đây. Ngay cái chân con là cái đuôi của nó đó, bữa cái đuôi nó ban đất á. Nó ủa cần cuốc nó ban đất á là nó hơi ấy cái đuôi của nó. Rất là bự ha. Cái da nó cũng độc đáo quá nè. Cái da nó giống như nó xì nhựa. Xì mấy cái nhựa lên đó các bạn. Ôi em quay qua cái góc này em quay em sẽ thấy nó chạy dọc rồi. Chơi cây thì nếu mà gọi là cổ lão á, người ta rất là quan tâm cái da các bạn. Giống như là bên Nhật và cái cây thông đen á, rất là đưa chuộng là tại vì cái da nó rất là đẹp, da nó già. Rồi cái này mà mốt nó liền lạc xong rồi cắt giật lại cho lên chậu nữa là mới đúng lên. cái giá trị của nó. Nó có chân đồ hết á, đẹp. Yeah. Để đây hơi uổng mà này. Này lên chậu chắc bự dữ á. Hồi lúc mà kêu cái em làm chậu Nam Điền á, nó dạ. Nói không có chậu chịu không nổi đâu, nó nặng lắm, không chịu không nổi. Nên lúc mà làm chậu cho cây sến á, dạ. Là nó không, nó nói luôn, nó nói không cũng được chị, nó quá khổ. Thứ nhất, thứ hai nữa nó rất nặng. Rất nặng. Làm mà vẫn được, chắc đổ tại chỗ quá. Thì nói vậy, cẩu xe cẩu đi, sợ cẩu không nổi. Cẩu không nổi. Ủa mấy cái cây này là đao điểm xong rồi mình bỏ xuống. Bỏ xuống mình trồng lên đúng không? Chứ đúng rồi, nghe. Trồng lên. Nó mau lắm nha, mà trồng dưới đất vậy chứ nó mau. Phải không? Nhưng lắm. Mà Nam, dạ. Có một cái cây của Út ấy ở trong đó nó không dạ. Biết đó là nó bị đột biến sao nó không có gai. Không gai luôn hả? Cây tròn trong đó đó. Mà hồi đó hả ấy trồng dưới đất á là cái đạp tới đạp lui cái gốc nó ngã nghiêng nhưng mà đã lắm. Nhờ ngã nghiêng vậy á mới ra hình đó. Ra hình đó nó ấy nhưng mà cái tàn nó đẹp. Hồi xưa chơi bonsai lúc mà thời xanh Nam Điền á đọc mấy cái giống như câu chuyện chuyện vui thôi. Người ta viết á hai vợ chồng ở dưới quê, hai vợ chồng gây lộn ghét rồi bà vợ cứ mỗi lần mà giận chồng cứ lấy mấy con dao phay chém vô cái gốc cây xanh đồ này nọ á. Xong rồi lúc đó thì cây xanh nó không có giá trị, tới lúc mà xanh Nam Điền nó nổi lên á thì cái cây đó nhờ chém giết á nó sần sùi nó ra từng lớp nó nù nít thành ra cái cây gọi là một cái cây tiền tỷ đó. Thì nhờ những nhát chém của vợ đó là những câu chuyện vui thôi mà nó ra được vậy á. Giận cá chém cây, giận chồng chém cây giết thành ra tiền tỷ luôn á. Dùng giận cá chém thớt á. Nhìn thì rất là mê luôn á, mà thì nghĩ tưới tắm thấy phê quá. Thấy phê quá
Không, nói chứ cái thú á, chơi á, tao nhã. Chơi bonsai là một trong những cái thú chơi rất là tao nhã. Dạ. Ờ, làm cho người ta hả có thể hả là thay đổi. Thí dụ như mình nó sẽ đỡ nóng tánh. Dạ. Rồi mình sẽ tự nhiên mình thấy nhẹ nhàng. À, à, là phụ nữ nhưng mà có thể uống sữa cây luôn nha các bạn, chứ không phải là bà chủ không đâu. À, mà có thể là đó, thứ nhất là tưới cây là cũng không dám giao cho người khác tại sợ ta tưới không đủ, cho nên là nhiều khi cô Mỹ của mình tưới từ 3 giờ chiều tưới tới 11 giờ đêm, các bạn có thể hình dung không, phải có một điểm mê phải đủ lớn mới có thể kéo dài mười mấy năm nay mà ngày nào cũng làm như vậy luôn á. À, với lại có một cái anh á là Nguyễn Thành Giàu. À. Là nghệ nhân sinh vật cảnh và là giảng viên. Yeah. Dạy chuyên môn dạy về bonsai mình nè. Yeah. Thành phố Hồ Chí Minh và các huyện thị mà tổ chức mà các lớp dạy mà về bonsai á. Yeah. Đều là mời ảnh. Thì anh giới thiệu có một lần anh giới thiệu là cái đoàn là lên tham quan vườn á. Yeah. Là bốn mấy năm chục người đoàn xe lên tham quan vườn, cái lớp mà học rồi cái sau lớp khóa học á là người ta đưa đi tham quan thì lên vườn á, thì anh có giới thiệu trên xe, không biết anh với giới thiệu như thế nào thì mình không biết, nhưng mà khi mà tới vườn mình á thì ai cũng chìa tay bắt tay chào. Yeah. Mình mới ngạc nhiên lắm, thì mình cũng vui vẻ mình chào, nhưng sau đó thì ngồi lại mà uống nước á thì hả có một người mới nói như vậy, nói hả hồi nãy thầy Giàu giới thiệu với tụi em á là hả trong cái hội sinh vật cảnh của tỉnh Bình Dương tôi có một cái cô em đứng đầu một cái hội của huyện thị, nhưng mà đàn bà không có ai mà bắt tay chai nhám như cô tôi đó, tay nhám cạo luôn, coi như là tay hả chai nhám như hả em tôi hết á. Thành ra là cứ mỗi một người á trong cái đoàn đi đó ai cũng nam cũng bắt tay nữ rồi còn có nhám không bắt tay á, và sau đó người ta mới nói nhám thiệt. Coi như phụ nữ á mà tự tay như là khiêng chậu nè, đẩy xe gồ nè, thay đất thay chậu, cắt tỉa uống kẽm tháo kẽm làm hết. Đây ông thợ giỏi ông mới tỉa sơ sơ là các bạn thấy nó cũng ra cái hình này. Này là mới sơ sơ thôi, sẽ cần kỹ nữa, rất là đẹp. Cây này nó cũng phát triển tốt à. Ừ. Cây này xưa mua cây này cây nhớ đỉnh. Hồi đó cái thẹo này lớn lắm, mà nay nó lớn lắm á, nó kéo từ từ á, kéo từ từ nay con thấy là ok không, này 2-3 năm nữa là bích luôn. Ừ. Dưới lại anh nó xiết kẽm nhiều lắm rồi nè, mà em nói để tháo kẽm nó ra, nó xiết muốn bứt luôn rồi đây nè. Tháo kẽm cũng là một cái công việc nó thường thường á, tháo gọi là nếu mà các bạn đi học nghề bonsai á, mà mới vô nghề á, thường thường ta cho tháo kẽm các bạn, tháo kẽm, nhưng mà tháo kẽm thật sự không phải là công việc dành cho người mới bắt đầu đâu nha các bạn, tại vì nó tháo mà không đúng chiều nó dễ bị xoắn rồi nó ngược cành. nó gãy cái cành luôn, là coi như hư luôn, còn nếu mà nó không gãy thì nó bị dập đó, tét đủ thứ á. Trời, xưa mình một thời tháo kẽm tháo quạo luôn. Cái cây á, sau khi mình gắn kẽm vô á là mình mong muốn là nó phát triển tốt để mình nó định hình, để nó định hình nó ra dáng, nhưng mà cây phát triển tốt quá, mới vừa quấn kẽm vô một tháng sau bắt tháo ra ngồi quạo luôn á, mà nó chi ly từng chút một đó. Bình thường các bạn thấy thì vườn này cũng ít làm việc lắm, hôm nay có quay phim lên thì mới ra làm vậy thôi, chứ bình thường ít làm lắm các bạn. Bấm dài để mình đây các bạn nhớ cây vú sữa hồi nãy lúc chưa bấm như thế nào ha, thì bây giờ chú mình đang bấm tỉa nó, bắt đầu mình thấy đẹp rồi nè, gán chờ chút xíu nữa coi cho ảnh bấm cho nó đầu vô phơm rồi đó. Thợ giỏi đó khác ha, thợ trung bình tưới cây, thợ giỏi bấm cây. Còn cây gì nữa không ta, còn cây gì đặc biệt, nhớ còn một cây đặc biệt nữa nè, cây này là cây kim tiền đúng không, này kim tiền nè, kim tiền cũng là một cây miền Trung, này là hải châu. Hải châu ở đây có làm ra bông được lần nào chưa mày?
Đây có làm cái trái á. Có trái nó đỏ đẹp quá trời. Đỏ đẹp luôn. Nhưng mà nó không có rộ. Nó không có rộ, không có nhiều. Có nghĩa là sao biết không? Nó ra bông rất nhiều nhưng mà nó đậu trái ít á. Đúng rồi, là đúng rồi. Người ta mới kêu á là mình mua cái loại mà coi như á là để giữ trái để nó đậu trái á, giống như á là cây trái mình ăn á. Dạ. Thì hôm kỳ xịt cái cây xoài, cái xịt thử, thí nghiệm thử thì ok á. Dạ. Thì đó mấy anh em ở khu vực ngoài đó nói á, tại vì cái mùa mà nó làm bông á là ở trong miền Nam mình là mưa nhiều quá, cho nên là mấy anh em nói là làm cái mái che để đừng cái nước mưa nó lúc đó mưa mình là mạnh lắm các bạn, nó làm cho mấy cái phấn hoa bông nó rụng hết, không có đậu trái được. Rồi mấy ảnh còn chỉ để cái quạt nhẹ nhẹ thổi cho cái gọi là cái phấn hoa ở trên cái bông cái và bông đực á, nó hụ phấn với nhau nó mới ra trái á. Cũng nhiều quá, thấy cũng hơi phức tạp quá, mình cũng không làm luôn. Đúng ngay của cái xứ của nó thì nó mới gọi là đó. nó mới phát triển ra trái nhiều đẹp lắm, cả cây luôn. Rồi các bạn, đây đang bấm cái gọi là cái phong đằng sau thôi, nhưng mà đằng trước các bạn thấy là khác hẳn luôn ha. Thì khi mà cây nó đã định hình rồi á, chơi bonsai á, đầu tiên ví dụ như có thể là gọi là mình nói về cái quá trình chơi bonsai đi, có thể cây này mình sưu tầm, có duyên mình sưu tầm được một cái nhà vườn nào đó người ta nuôi thả lâm sâm lên, thấy không? Đầu mình về, đầu mình đầu tiên mình phải dòm cái cốt, mình coi cái cốt này mình trả về bonsai được không, có giót ngọn hay không, hay là nè các bạn thấy nó giót ngọn nè, cây này đúng ra là nó sẽ lên cả khúc vậy, lên hoài, lên cao hoài luôn, đúng không? Nhưng bắt đầu người ta sửa lại, người ta cắt ngang ở đây, nó có cái tượng này người ta nuôi bự lên, nó thành cái ngọn. Nghĩa là cái cây giót làm sao, có nghĩa là cái đế nó phải vững chãi, rồi nó nhỏ lên từ từ, thấy không? Này là cái cành bay, cành phóng ra, mà để nuôi cái cốt bự cái này là cũng cả một cái vấn đề ha, cả một cái quá trình ha. Đó, cái cốt bự cái này nè. Đó, rồi chi ra những cái chi nhỏ, chi thứ, đó, nó cũng cỡ này, cả một cái vấn đề. Nè, hôm nay như vậy. Bự sự nè, lên đây thành cái ngọn nè ha. Đó, cái này là cái ngọn, ta gọi này là cái ngọn, cái giót. Đó. Rồi theo năm tháng từ từ nuôi lên, chăm sóc, thay đất, phân bón các thứ này nọ. Theo năm tháng này mấy năm rồi quý vị? Chắc cũng phải cả chục à. Chục năm á. Đó. Đó thì sau một chục năm tạo tác. Đó thì nãy là lúc mà chưa có chỉnh trang đô thị đâu lại, thì bây giờ chỉ cần khoảng 15 phút khi mà cây nó đã có hình rồi, chỉ cần 15 phút cắt tỉa lại ra đầu vô phơm. Phơm cây thì các bạn thấy phơm cây bonsai thì nó có nhiều phơm. Đại loại là phơm hình tam giác. Cơ bản rất là ấm tàn, gọi là ấm tàn. Khi mình nuôi cái cây mà nó gọi là nó ra cái phơm mà lá nó đầy đủ nhìn nó vậy á thì ta gọi là ấm tàn, rất là đẹp. Ok các bạn, rồi. Đây là ông chủ bà chủ của vườn này, đây là Chí, đây là Mỹ. Thì ngày xuân đi tham quan vườn rồi chia sẻ một chút xíu về cây cảnh, về bonsai nữa. Hy vọng là sắp tới là chúng ta sẽ có thêm một cái niềm vui từ cái góc vườn nhỏ của mình ha. Ok mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bonsai Chí Mỹ và Nam Ngô, bye bye mọi người, bye bye. Bye.